Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ chương trình Bí mật gia đình, 19 giờ 30 phút Bé khỏe bé ngoan, Con sẽ làm được mà, 19 giờ 50 phút Tin thế giới, 20 giờ chương trình Chung sức, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút Ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyền thứ ba phim truyền Mỹ Đoạt mạng, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút phim truyện tối thứ ba phần tiếp theo, 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 9 tháng Giêng gồm những nội dung sau: 0 giờ 10 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Bát Đại Hào Hiệp tập 10, 1 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Bỉ, 2 giờ thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Xin lỗi tình yêu tập 9, 3 giờ 30 phút ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương, 4 giờ khám phá từ bỏ hay cứu chữa. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Nước dùng từ thịt chứ gì? Chà, ngon từ thịt. Chị nghe ngọt từ xương. Đúng là Aji ngon. Nhưng là Aji ngon mới. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Nay có thêm xương ống được hầm thật kỹ, vừa làm các món canh xào thêm ngon ngọt, vừa làm nước dùng. Với Aji ngon mới, ai cũng nấu ăn thật ngon. Cho chị một gói Aji ngon đi. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Aji ngon của công ty Ajinomoto Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay, MC Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin được thân hạnh chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bí mật gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá ra những bí mật đời thường rất đáng yêu của ba gia đình nhỏ. Tuy nhiên, bây giờ thì Quỳnh Hương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn sự có mặt của người bạn nhỏ sẽ cùng dẫn chương trình với Quỳnh Hương ngày hôm nay, đó chính là bé Xuân Nghi. Xin chào quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tóm thêm một tràng pháo tay nữa, nhưng lần này là để làm quen với ba em bé cùng xuất hiện tại trường quay. Chào con. Con chào cô Quỳnh Hương, chào chị Xuân Nghi và chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Ánh Ngọc, con học lớp 42 trường tiểu học Phước Long, quận 9. Sở thích của con là múa hát và được đi du lịch với ba mẹ. Rồi, cô Quỳnh Hương thấy là con sở thích có múa hát. Chị Xuân Nghi, có muốn khai thác em thêm điều gì về chuyện sở thích múa hát của em không? Thường thường em thích múa hát thì em có đi tham gia câu lạc bộ nào đó không? Dạ, hiện tại em đang tham gia nhà thiếu nhi quận 9. Như vậy là con rất là dạn dĩ. Con hát thử một bài cho cô Quỳnh Hương, chị Xuân Nghi với mọi người cùng nghe được không? Dạ, con xin hát tặng quý vị khán giả, cô Quỳnh Hương và chị Xuân Nghi bài hát Ai thương con nhiều hơn. Ba với mẹ đều thương con, nhưng không biết ai thương con nhiều hơn. Con nghĩ hoài mà không ra, hỏi bạn đâu búp bê cùng lắc đầu. Ba thương con nhưng ba không nói, mẹ yêu con mẹ không giấu một lời. Khó qua đi thôi, khó qua đi thôi. Con biết rồi, ba với mẹ đều thương con bằng nhau. Hay quá. Như vậy ba với mẹ đều thương con bằng nhau. Con giới thiệu ba với mẹ cho cô Quỳnh Hương nghe đi. Thưa cô Quỳnh Hương, ba con tên là Nguyễn Hữu Điện, 38 tuổi. Mẹ con tên là Trần Thị Lan Anh, 30 tuổi, là nội trợ. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay con đến đây chơi với ai nè? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, hôm nay con đến chơi với mẹ con. Xin mời mẹ của bạn Ánh Ngọc. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi thứ hai. Chào con.
Chào cô Quỳnh Hương. Trông con có vẻ phấn khích quá ha. Bây giờ con nhìn qua chị Xuân Nghi, con cười một cái cho chị Xuân Nghi xem đi. Đố chị Xuân Nghi thấy cái đồng tiền ở trên má em không? Dạ thấy. Ôi, con trai mà có đồng tiền là có duyên lắm đó. Con giới thiệu một chút cho cô Quỳnh Hương với lại mọi người nghe về con đi. Chào cô Quỳnh Hương và chị Xuân Nghi. Em tên là Huỳnh Di Thương. Em 8 tuổi, em học lớp 3-4, trường tiểu học Bạch Đằng. Gia đình em gồm có 4 người: cha, mẹ, em, con và con. Cha con tên là Huỳnh Tấn Duy. Mẹ con tên là Gu Kim Hương. Mẹ con làm nội trợ. Em con tên là Gu Huỳnh Di Thương. Rồi, hôm nay em đi tham gia chương trình này với ai? Dạ, hôm nay em đi thi chương trình này với mẹ. Bây giờ mời mẹ ra đi. Mẹ ơi, mẹ ra với con. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi cuối cùng. Nhi thấy bạn có một bộ đồ đầm rất là dễ thương nè. Nhiều màu sắc nữa. Ai mua cho con vậy? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, là mẹ con. Là mẹ con. Vậy thì ngày hôm nay có phải là mẹ con đến đây chơi với con luôn không? Dạ phải. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút về mẹ, về ba, về con nhé. Dạ. Con kính chào quý vị khán giả. Con kính chào cô Quỳnh Hương và chị Xuân Nghi. Con tên là Trần Quách Như Quỳnh. Năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 3-2, trường tiểu học Hồng Hà. Gia đình con có 6 người. Thứ nhất là bà ngoại con. Thứ hai là ba con. Ba con tên là Trần Như Trinh, 42 tuổi, làm nghề xây dựng. Mẹ con tên là Quách Ngọc Tiền, 32 tuổi. Em gái của con tên là Trần Quách Như Ngọc, 5 tuổi. Em trai út của con tên là Trần Thành Nhân, 9 tháng tuổi. Nhiều như vậy mà bạn có thể nhớ và bạn nói không dắt một chữ nào. Bạn có một trí nhớ rất là tốt. Như vậy thì bây giờ chị Xuân Nghi ơi sẽ mời mẹ của bạn ra chơi với bạn nha. Xin mời mẹ của bạn Như Quỳnh. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Ở vòng chơi này thì các bậc phụ huynh đã được vào trong để xoay Rubik và nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các em bé ở lại với trường quay và cùng nhau vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố mẹ. Và sẽ có một câu hỏi duy nhất là câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố mẹ của mình. Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên với bé Ánh Ngọc nào. Bây giờ thì cô Quỳnh Hương rất là muốn hỏi bạn Ánh Ngọc rằng bạn có phải là một bé ngoan không? Dạ phải. Nhưng mà ngay cả một em bé ngoan nhất thì cũng đôi lúc có phạm lỗi đúng không con? Dạ. Đối với con thì lỗi mà dễ con dễ phạm phải nhất là lỗi gì? Dạ con... không gọn gàng. À, con không được gọn gàng. Rồi, bây giờ giả sử như con không được gọn gàng lắm và con biết là thế nào ba mẹ cũng sẽ rầy con, vậy thì con sẽ làm như thế nào? Chị Xuân Nghi sẽ đọc cho con ba đáp án để con chọn nha. Thứ nhất là bạn sẽ đi xin lỗi ba mẹ của bạn. Thứ hai là bạn tránh mặt ba mẹ. Còn thứ ba là bạn nhờ ông bà hay người thân nói với ba mẹ để ba mẹ tha lỗi cho các bạn. Dạ, con chọn đáp án thứ nhất là xin lỗi ba mẹ. Việc xin lỗi có khó khăn lắm không? Dạ không. Không, phải không? Dạ. Nhưng mà sau khi xin lỗi rồi có còn bị la nữa không? Dạ không. Không, như vậy thì con mới mạnh dạn con đi xin lỗi đúng không? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Duy Thương. Con nghĩ sao, con sẽ chọn gì? Dạ con sẽ chọn xin lỗi ba mẹ. Cô Quỳnh Hương thấy cái bộ xin lỗi ba mẹ có bộ dễ dàng quá ha. Con không có sợ ba mẹ sẽ la con sao? Sợ. Sợ mà sao con vẫn đi tới con xin lỗi, con không núp 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 vô con trốn ba mẹ ra rồi. Dạ thôi. Tại sao thôi? Xin lỗi. Đúng. Mẹ. Đúng đúng, mình nên xin lỗi con ha. Dạ. Mình có tránh đi đâu nữa thì rốt cục mình cũng sẽ gặp ba mẹ thôi. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Như Quỳnh nào. Đối với con xin chọn câu đầu tiên. Là xin lỗi ba mẹ. Cũng là xin lỗi ba mẹ. Chị Xuân Nghi thấy sao? Con thấy xin lỗi ba mẹ là đúng nhất. Đúng rồi, bởi vì mình là những cô bé ngoan đúng không nào. Cảm ơn con. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Duy Thương. Duy Thương à, câu hỏi này thì cô Quỳnh Hương muốn hỏi tới chuyện quần áo của con nha.
ở trong nhà của con thì ai là người hay mua sắm quần áo cho con nhiều nhất? Dạ mẹ con. Là mẹ con. Mẹ con có phải là bạn thân của con không? Dạ phải. Cái chuyện gì con cũng có thể kể cho mẹ con nghe sao? Dạ. Cảm ơn con Duy Thương. Thế nào con? Như Quỳnh. Dạ thưa cô, người thường mua sắm nhiều nhiều nhất cho con là mẹ con. Mua sắm quần áo? Dạ. Cũng là mẹ con luôn phải không? Dạ. Con sẽ không suy nghĩ lại chứ? Dạ không. Thế còn ba con thì sao? Vì cả ngày ba con phải đi làm. À, con Quỳnh Hương hiểu rồi. Còn mẹ thì được ở nhà với con nhiều hơn ha. Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ánh Ngọc nè. Ánh Ngọc con nghĩ sao? Dạ thưa cô, là mẹ con hay mua đồ cho con nhiều nhất. Cô Quỳnh Hương cũng đoán như vậy. Tại vì là mẹ luôn luôn là lúc nào cũng gần gũi với mình hơn, phải không nào Xuân Nghi? Dạ. Cho nên là câu này thì không có gì bất ngờ lắm. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi cái câu thứ ba. Câu hỏi này có liên quan tới chuyện buồn ngủ. Và bắt đầu từ bạn Như Quỳnh. Nghi hỏi em là ở nhà em thì mọi người thường đi ngủ như thế nào? Thứ nhất là cả nhà đi ngủ cùng một lúc. Phần thứ hai là em đi ngủ trước ba mẹ. Phần thứ ba là ai buồn ngủ thì đi ngủ. Cả nhà cùng đi ngủ một... Mấy giờ con? Dạ khoảng 8 giờ. Trời đất ơi, 8 giờ mà đi ngủ hả? Sao sớm dữ rồi con? Vậy rồi làm sao mà mình coi được chương trình buổi tối hay là mình học bài? Dạ con học bài vào lúc 7 giờ. À khoảng 8 giờ là đi ngủ hả? Dạ. Ba con cũng đi ngủ 8 giờ, mẹ con cũng đi ngủ 8 giờ luôn sao? Dạ lúc mà nếu ba con về sớm thì ba con có thể ngủ cùng một lúc. À rồi cô Quỳnh Hương hiểu, cảm ơn con nhiều. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ánh Ngọc nha. Ánh Ngọc con nghĩ sao? Dạ thưa cô, là ai buồn ngủ thì đi ngủ. Ai buồn ngủ trước thì đi ngủ trước. Dạ. Nhưng mà thường ai buồn ngủ trước? Dạ là con. Dĩ nhiên cô Quỳnh Hương đoán là như vậy luôn. Cảm ơn con. Rồi bé Duy Thương con nghĩ như thế nào? Dạ con chọn lớp thứ hai là cả gia đình cùng đi ngủ. Cả gia đình cùng đi ngủ một lúc luôn hả? Dạ. Thế ba mẹ không có việc mà phải ở lại làm việc khuya rồi con đi ngủ sớm hơn à? Lâu lâu mẹ con mới có làm. À vậy hả? Còn không là mẹ vẫn đi ngủ sớm. Là mấy giờ vậy con? Dạ 8 giờ rưỡi. Ủa, cũng 8 giờ rưỡi đi ngủ luôn á hả? Dạ. Ây da, cô Quỳnh Hương mới phát hiện ra là thành phố mình đi ngủ sớm quá ha. Cảm ơn con. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba phụ huynh trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi mẹ Lan Anh là ở nhà mỗi lúc mà con có làm việc gì không phải á chị, mà con biết là ba mẹ sẽ la rầy mình đó, thì chị nghĩ rằng với cá tính của con sẽ phản ứng như thế nào nha? Thứ nhất là con sẽ nhờ ông bà hay là người thân gì đó đến nói giùm cho ba mẹ để cho ba mẹ tha lỗi. Cái thứ hai là con sẽ xin lỗi ba mẹ, và thứ ba là con sẽ trốn ba mẹ một chút thời gian. Dạ nếu mà lúc đấy thì tôi chưa kịp la mắng thì là mới cháu sẽ trốn tôi một lúc, sau một lúc sau thì cháu biết là tôi hết giận thì là cháu không trốn. Dạ rồi, nhưng mà sau đó cháu sẽ không trốn nữa, nhưng mà cháu có xin lỗi mẹ không ạ? Cháu có đúng không? Như vậy thì trước sau gì con cũng sẽ xin lỗi mẹ thôi. Dạ. Vấn đề là con đã chọn là con sẽ xin lỗi ba mẹ liền. Dạ. Còn mẹ thì nói là con tránh mẹ một chút. Dạ. Cho nên là chưa trùng khớp với nhau và chưa ghi được 50 điểm cho câu đầu tiên. Xin được mời mẹ Kim Hương. Thì bé sẽ xin lỗi. Bé xin lỗi. Nhưng mà con có thường hay làm những điều lỗi không ạ? Dạ cũng hiếm lắm, tại bé cũng sợ mẹ. À, nhưng mà những cái lần làm lỗi của con là những lần gì ạ? Thường thường thì có thể là bé giỡn với em, đánh em. À, đỡ lần nào mà đi đánh em ha. Như vậy thì phải đi xin lỗi là phải rồi. Nhưng trong trường hợp này con không nên quá buồn, tại vì con đã ghi được 50 điểm đầu tiên cho gia đình mình. Xin mời mẹ Ngọc Tiền. Bé sẽ xin lỗi. Mà chị cũng nghĩ là bé xin lỗi sao? Nhưng mà điều đó là thường xuyên xảy ra hay là đôi khi? Cũng đôi khi bé chơi với em á, cái cũng giành đồ chơi rồi cái tôi mới kêu là phải giành rồi cái em khóc,
Rồi cái bé mới đưa lại, cái cũng nũng nịu vậy đó. Rồi nói không được như vậy, cái bé xin lỗi thôi. Rồi, như vậy là bé là một em bé ngoan. 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Xin được bắt đầu với mẹ Kim Hương. Trong gia đình mình, ai là người thường mua sắm quần áo cho con nhiều nhất? Dạ, nếu mà trong gia đình tôi thì tôi là thường là người mua sắm quần áo. Quỳnh Hương thấy gương mặt chị đã bừng sáng lên và chị đã không có suy nghĩ để chị trả lời. Bởi vì có lẽ điều đó nó sự thật hiển nhiên, đúng không nào? Nếu Quỳnh Hương không hỏi thêm nữa, quyết định tặng 100 điểm cho gia đình chị. Chúc mừng. Mời mẹ Ngọc Tiên. Mẹ mua quần áo cho bé hả chị? Vì sao không phải là ba hay là một người khác? Tại vì bất cứ trong nhà gì cũng mẹ là mua hết. À, Quỳnh Hương hiểu rồi. Tức là ba thì lo phía ngoài, mẹ thì lo nội bên trong, đúng không ạ? Dạ. Như vậy thì đây không phải là một câu hỏi khó với con, và con xứng đáng nhận thêm được 100 điểm nữa. Chúc mừng con. Xin được mời mẹ Lan Anh. À, trong gia đình tôi thì mỗi lần mà mua sắm quần áo thì tôi là người mua sắm quần áo cho cả nhà. Cho cả nhà luôn? Dạ. Kể nhưng mà cho con luôn thì nhiều hơn. Vâng, vâng, dĩ nhiên. Nhưng mà kể cả việc mua cho ba thì cũng là không phải là do ba mua, là mẹ mua. Dạ, đa phần lại là tôi mua. Cứ nghĩ điều này nó cũng phổ biến đối với đa số gia đình Việt Nam. Cho nên là chị rất xứng đáng nhận được 100 điểm cho gia đình mình. Chúc mừng. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này có liên quan tới tập quán buổi tối đi ngủ của gia đình mình ha. Dạ. Ở nhà thì mọi người thường có thói quen đi ngủ như thế nào? Thứ nhất là ai buồn ngủ trước thì đi ngủ trước. Thứ hai là cả nhà sẽ cùng đi ngủ một lúc. Thứ ba là bé thường là đi ngủ trước ba mẹ. Xin được mời mẹ Ngọc Tuyền ạ. Dạ, bé đi ngủ trước hả chị? Bé thường là đi ngủ trước. Dạ. Tại vì bé đi học quá chị nên kêu bé đi học ngủ trước. Dạ, thế còn ba mẹ thì sao ạ? Rồi, xem TV chút xíu nó mới ngủ. Đúng rồi. Thường là vậy. Nhưng mà con ơi, hồi nãy con nói gì, con nói lại cô Quỳnh Hương cho mẹ nghe nữa đi. Dạ, lúc nãy con nói là cả nhà cùng đi ngủ một lúc. Đó, cho nên là chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Lan Anh. Trong gia đình tôi thì là bé là người đi ngủ đầu tiên ạ. Dạ, khoảng mấy giờ ạ? Dạ, 9 rưỡi ạ, 9 rưỡi đến 10 giờ. 9 rưỡi, 10 giờ. Chưa trùng khớp với mẹ rồi. Xin được mời mẹ của bé Duy Thương. Theo như tôi á, gia đình của tôi á, thì tôi cho bé ngủ sớm trước. Bé và em để ngủ sáng mà đi dậy sớm, đi học. Hồi nãy con còn dám khoe với cô Quỳnh Hương là 8 giờ cả nhà đi ngủ. Làm cô Quỳnh Hương ngạc nhiên quá chừng luôn. Ngạc nhiên vậy đó. Cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của ba gia đình với phần đọc của bé Xuân Nghi. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Ánh Ngọc ghi được 100 điểm. Gia đình bé Duy Thương ghi được 150 điểm. Và gia đình bé Như Quỳnh ghi được 150 điểm. Con mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Em mong anh vững chãi một bờ vai. Mẹ mong con khỏe mạnh chắc tương lai. Nên yêu thương đông đầy cho tất cả. Anh hai ơi, bánh quy Cremo nhân kem vani này có thêm nhân kem sữa. Bánh quy Cremo thì vui sinh đôi, vui xuân cùng Cremo Tết. Bạn có biết sao hôm nay các chị nội trợ vui vậy không? Chúng tôi đã kiểm nghiệm và xác nhận nước mắm Nam Dư mới không có ure gây hại theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Sạch Nam Ngư đó anh. Nhớ dùng Nam Ngư để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Nam Ngư, nước mắm vì sức khỏe. Jinsu Foods. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Bây giờ thì là lúc là các em bé đã được vào trong chơi với chị Xuân Nghi, cùng xem truyện tranh và nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các
bậc phụ huynh sẽ cùng ở lại với trường quay và vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi mở, mỗi câu sẽ đem đến cho các bà mẹ 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với lại con. Và một câu là câu có đáp án có sẵn, mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên, bắt đầu từ mẹ Lan Anh nhé. Xin được hỏi mẹ Lan Anh là ở nhà con với ba mẹ có phải là thân thiết với nhau không ạ? Dạ, trong gia đình tôi con cái và ba mẹ rất là thân thiết với nhau ạ. Như vậy thì đây mới là câu hỏi chính, rằng mỗi ngày thì con sẽ mong gặp ba mẹ nhất vào lúc, vào những lúc nào? Mỗi ngày là con mong gặp ba mẹ vào lúc sau lúc đi học về buổi chiều. Sau lúc đi học về buổi chiều. Dạ. Cảm ơn chị. Mời mẹ Kim Hương. Gia đình tôi cũng vậy. Bé thường thường đi học về thì thường thường cũng tiếu tích vui vẻ gia đình. Dạ, cảm ơn mẹ Kim Hương. Thế còn mẹ Ngọc Tiền thì sao ạ? Dạ. Bé cũng thường đi học về là buổi chiều á, là quay quanh với gia đình là thích. Thích nhất là buổi chiều sau khi đi học về. Cảm ơn mẹ. Câu hỏi thứ hai có liên quan tới thói quen ăn uống của các bé. Chị để ý là con mình thích ăn uống như thế nào nha. Thứ nhất á, là ăn cơm xong thì mới uống nước. Thứ hai là vừa ăn cơm mà vừa uống nước. Thứ ba là uống chút nước trước khi ăn cơm. Theo bé thì bé uống nước trước khi ăn cơm. Cảm ơn chị. Mời mẹ Ngọc Tiền ạ. Dạ, bé ăn cơm xong bé mới uống nước hả chị? Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Xin được mời mẹ Lan Anh. Dạ, nhà tôi thì bé vừa ăn vừa uống ạ. Cả ba người đã có ba đáp án rất là khác nhau. Cảm ơn chị. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba, bắt đầu từ mẹ Ngọc Tiền. Nếu như mà thầy cô yêu cầu bé làm bài văn để tả một, viết về một cái người mà bé thân yêu nhất trong gia đình thì bé sẽ viết về ai? Xin mời mẹ Ngọc Tiền. Dạ, bé viết về ba. Vì sao không phải là mẹ? Ê, Quỳnh Hương lại nghĩ là bé rất là thân với mẹ mà. Không mẹ, nhưng mà mỗi lần mà làm văn đó, cái tôi mới hay nhắc bé cứ tả ba đi, đừng tả mẹ. Ủa vậy đó hả? Dạ. Tả ba thôi, không được tả mẹ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được mời mẹ Lan Anh. Dạ, như cháu Ánh Ngọc ấy thì mỗi lần mà làm văn có bài mở như thế thì cháu tới viết về mẹ. À, bởi vì là cháu gần gũi với mẹ dạ. nhiều hơn. Xin được mời mẹ Kim Hương. Bé Di Thương cũng tả về mẹ. Cũng tả về mẹ luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất tất cả các câu hỏi rồi đó. Bây giờ thì sẽ là lúc mời ba em bé trở lại với trường quay nè. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi bạn Ánh Ngọc là theo con đó, mỗi một ngày thì con sẽ muốn, con mong muốn được gặp ba mẹ nhất vào những lúc nào? Dạ, con mong muốn gặp ba mẹ vào buổi tối. Buổi tối, lúc nào vậy con? Dạ, lúc ăn cơm. Lúc ăn cơm ha? Dạ. Lúc đó thì làm sao mà con mong gặp dữ vậy? Dạ, lúc đó thì con gặp để con tâm sự với ba mẹ. À, con tâm sự với ba mẹ hả? Con có nhiều tâm sự lắm sao? Dạ. Hồi nãy thì mẹ chưa nghĩ ra cái chuyện đó, mẹ nói buổi chiều, cho nên chưa trùng khớp rồi. Không sao, không sao, mình sẽ còn có dịp khác. Xin mời con Duy Thương. Dạ, nhất là buổi chiều. Buổi chiều là lúc nào? Lúc con ăn cơm. Lúc con đang ăn cơm hả? Như vậy thì có nghĩa là ăn cơm là ngay sau khi đi học về là con ăn cơm phải không? Dạ. À, như vậy thì hoàn toàn trùng khớp ý kiến với mẹ và 100 điểm dành cho con. Chúc mừng con. Xin mời bé Như Quỳnh. Dạ thưa cô, theo con nghĩ là buổi tối. Vì sao vậy con? Thưa cô, bởi vì buổi tối là cả gia đình con còn ngồi chung ăn cơm nên rất vui vẻ. À, thế còn lúc con đi học về thì sao? Lúc con đi học về là thứ hai, thứ tư, thứ sáu là con còn phải đi học thêm nữa. Đúng rồi, cô Quỳnh Hương hiểu rồi. Cái lúc đó thì đâu có kịp mà tâm sự gì đâu ha. Dạ. Đâu có vui đâu. Cho nên nãy mẹ quên hai từ sao? Mẹ nói lúc đi học về đó. Cho nên chưa trùng khớp, cũng chưa ghi được điểm đâu con ạ. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ 2. Và câu hỏi này được bắt đầu từ bạn Duy Thương nè. Này con phải trả lời rất là chân thành với cô Quỳnh Hương rằng là con thích, con thường ăn uống như thế nào. Thứ nhất là con thường vừa ăn vừa uống. Thứ hai là con ăn xong rồi con mới uống. Thứ ba là con uống một chút nước trước khi con ăn.
Dạ, con uống một chút nước trước khi con ăn. Vì sao con luôn uống nước trước khi ăn? Uống vậy no bụng sao mà ăn cơm? Thôi uống có một chút à. Uống có một chút xíu à ha. Dạ. Chuyện đó cũng hay đó. Tại vì là nó vừa đem tới cho gia đình con thêm 50 điểm nữa. Chúc mừng con. Mời bé Như Quỳnh. Dạ, con chọn vừa ăn vừa uống. Thiệt không? Dạ, thiệt. Con không hối hận nha. Dạ. Rồi, vậy thì cô thấy con nên hối hận đi. Tại vì nãy mẹ nói là ăn xong rồi mới uống. À, hồi nãy Vy Chi nói là cái đầu tiên là được rồi. Không sao, mình phải... Đã cô Bình Hương nói là phải có sao nói vậy thì mới đúng được. Con hiểu không? Dạ. Mình đừng có thay đổi gì hết nha. Dạ. Chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ánh Ngọc nè. Mời con Ánh Ngọc. Thưa cô, là con vừa ăn vừa uống. Con có nghĩ là vừa ăn vừa uống như vậy là một thói quen tốt không? Dạ không. Ừ, thật ra nhiều người cũng khuyên là cũng nên là ăn cơm xong đi rồi uống nước thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà có nhiều ý kiến lắm. Tuy nhiên, trong trường hợp này cô Quỳnh Hương không có nói con đúng hay con sai hay tốt hay không tốt gì cả. Nhưng nó trùng khớp ý kiến với mẹ, cho nên quyết định tặng cho con 50 điểm nữa. Câu hỏi thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau đến bắt đầu từ bé Như Quỳnh nào. Câu hỏi này liên quan tới bài tập làm văn của con. Nếu như thầy cô yêu cầu con là hãy viết về một người con thân yêu trong gia đình thì con sẽ viết về ai? Con sẽ viết về mẹ. Vậy hả? Vì sao con chọn mẹ vậy? Dạ, tại vì mẹ gần gũi với con nhiều hơn. Con cũng thương mẹ lắm phải không? Dạ. Cô Quỳnh Hương cũng nghĩ là như vậy, mà cô Quỳnh Hương cũng nghĩ là con sẽ nói như vậy. Nhưng mẹ nói là thường thường trong những bài tập làm văn mẹ dặn con thôi đừng viết về mẹ mà nên viết về ba. Nhưng mà mẹ quên một điều rằng quan trọng lắm là cái tấm lòng của con thì muốn như thế nào nè. Cho nên tuy rằng chưa có ghi được điểm trong khẩu này nhưng mẹ nên tự hào có một đứa con gái rất là dễ thương nha. Yeah, nhưng chưa ghi được điểm rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bé Ánh Ngọc. Thưa cô, là bài tập làm văn con hay tạ về mẹ con. Vậy hả? À, ở mẹ có điều gì làm cho con yêu thương mà con chọn là thành là nhân thành viên số 1 để con viết vậy? Dạ, tại vì mẹ con dễ tả hơn ba con. Ủa dạ, là mẹ con dễ tả hơn ba con hả? Chứ ba con có chỗ nào khó tả vậy? Dạ, con không biết nữa, con thấy sao sao á. Dạ, con chưa bao giờ con tả được ba á hả? Dạ có, nhưng mà ít. Ây dạ hả, con tả mẹ dễ hơn phải không? Dạ. Rồi cô Quỳnh Hương hiểu rồi. Vậy mai mốt bữa nào nó ba, ba ngồi ở nhà với con từ sáng đến chiều cho con ngắm ba đi thì con sẽ dễ tả hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà con đã ghi được 100 điểm cho câu hỏi này, chúc mừng con. Thế nào bé Duy Thương? Dạ con không tả về mẹ con. Sao mà phải nuốt nước miếng khổ cực dữ vậy rồi mới nói được vậy? Thiệt không? Dạ. Là thiệt. Con hay tả về mẹ hả? Dạ. Vì sao con không tả về ba? Có phải là vì ba khó tả giống như bạn hồi nãy không? Dạ phải. Chứ sao ạ? Con khó tả bài đó. Vậy hả? Con cũng khó tả bài đó hả? Dạ. Nhưng mà mai mốt thử ngồi lại xem thử tả ba mình coi, nhiều cũng nhiều cái thú vị lắm. Dạ. Ha. Nhưng bây giờ trước mắt là cô Quỳnh Hương muốn tặng cho con 100 điểm đã, vì con đã có ý kiến trùng khớp với mẹ. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ cùng nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình nha. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Như Quỳnh ghi được 150 điểm. Gia đình bé Ánh Ngọc ghi được 250 điểm. Vậy là hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Duy Thương ghi được 400 điểm và nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng và sẽ được bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình bé Duy Thương. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Ajinomoto, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì chú heo nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương Ajinomoto này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Thunder, Windy, Rainy. Đội đặc nhiệm Ancomil. Sản phẩm đảm bảo bởi hệ thống chất lượng của Nestle. Anco, chất lượng cuộc sống.
Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay khá là đặc biệt đấy. Không phải là sở thích của các bạn trai đâu, mà là những điều mà các bạn trai lỡ nghịch mà hay phạm phải. Cho nên là bây giờ trong vòng 30 giây, cái này hai mẹ con phải nghe cho kỹ, là sẽ chọn ra những cái trò nào mà bé hay phạm phải nhất, để ô số 1, số 2 và số 3. Những cái điều nào mà có lẽ là ít phạm phải hoặc không bao giờ phạm phải thì sẽ để ô số 4 và ô số 5 nha. Em xếp xong hết tất cả cái này rồi thì em sẽ chạy lên trên kia ra tín hiệu hoặc là mấy cái cử chỉ để cho mẹ biết, để mẹ kịp thời chỉnh sửa những cái ô sai. Như vậy thì cứ mỗi một ô giống nhau, hai mẹ con sẽ ghi được 500 ngàn đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau là 1 triệu đồng, 3 ô hình giống nhau 1 triệu 500 ngàn đồng và 4 ô hình giống nhau, điều đó có thể gọi là toàn bộ các ô hình đã giống nhau rồi và sẽ ghi được đến 5 triệu đồng tiền thưởng. Bây giờ chị Xuân Nghi sẽ giao cho em một bộ và mẹ một bộ nào. Rồi, em đến em xem qua đi, mẹ cũng xem qua đi ạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, thời gian, mời mẹ quay trở lại đây. Trong tất cả các trò này thì con dễ bị tuột quả bóng bay cho nó bị bay mất lên trên trời. Vâng. Thứ hai là con chạy trượt patin và con bị trượt chân. Thứ ba là con hái cây và con bị té. Thứ tư là con bắn dàn ná. Wow, 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 wow. Như vậy là hai mẹ con chỉ đúng được 3 hình nhưng mà cũng đã tốt rồi con ạ. Hai mẹ con sẽ đem về cho gia đình mình một số tiền thưởng là 3 triệu 500 ngàn đồng. Và chương trình sẽ gửi tặng đến em và hai bạn cùng chơi một chiếc áo có chữ bí mật gia đình rất là dễ thương này. Xin được mời cả hai gia đình còn lại cùng vào đây để cùng chia sẻ niềm vui với lại tất cả mọi người. Mai ấm gia đình, Archino Moco. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Achingon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhiều à? Ôi hả? Nãy con mới với nó con Quỳnh Hương là con hiền mà. Cháu với được tại cái tầm cửa nhà mình nó cũng vừa tầm. Thế con đã đi được hồi nào nè? Dạ năm con được 4 tuổi. Sắp tới em được nghỉ phép năm. Nên là em kiếm một cái tour du lịch nào đó cho vợ con em cho chủ mát. Cái Dũng rồi, phải đi cho nó phải chí tan bồng, mình là đàn ông mà. Cứ tưởng ôm nó vào lòng. Lúc nào là con cũng mở cửa cho ba sao? Cửa nhà con dễ mở không? Dạ con dễ. Tối cháu là xin ngủ thì mình cho ngủ. Dạ cất vô tủ lạnh. Con chắc không? Chắc. Đổi điểm là có đổi ý không? Dạ không.